Hello my friend, and welcome to Ring Academy my friend. Có nghĩa là trường học của những chiếc nhẫn à. Đã đến lúc, ngày đó đã đến rồi, đã đến lúc đến trường học mới rồi. Quá ghê gấp, nhà phát hành game này cuối cùng đã làm được một con game gọi là 3D có di chuyển được. Trước game của ông này làm gì ngồi một chỗ xong rồi ném mấy cái vòng. Nay thì mình vừa đi vừa ném. Hey, về đây là cậu là gương mặt mới đến đây hả? Chào mừng đến với cái trường gọi là của những chiếc vòng. Ngày của cậu hôm nay sẽ trông như thế này. Đầu tiên tôi chỉ giới thiệu cho cậu đến cái nguyên tắc. Tiếp theo đó là cậu sẽ bị những câu hỏi gọi là hắc não. Sau đó phải đi cùng với ngài Didi. Ngài là cái gì mà đến cái sàn nhảy vậy đó. Tất cả những gì về ngài là cái sàn nhảy. Hy vọng rằng là cậu có mang cái giày nhảy của mình theo. Cuối cùng người ta đồn rằng là hiệu trưởng của chúng ta có một cái bài kiểm tra nho nhỏ chuẩn bị dành cho cậu. Xem thử là cậu có đáng trở thành một học sinh ở đây hay không. Nhưng mà thôi, nói thế là đủ rồi. Cùng nhau gọi là đi tìm cái ấn tượng đầu tiên nào. Con lợn đi nhanh đấy, ở đâu vậy? Ring ring ring, Academy là học viện hả? Ok. Bấm E để chọn cái hướng đẹp. Thả nút E ra để giữ cái sức đẹp. Oh no, bạn trật rồi, bấm R để thử lại. Game khó hơn cả cái game Nobody the Turnaround nữa. Vậy cũng được cả cháy. Nice! Hooray! Hả? Yay! Thôi được rồi, hai cái được rồi, đi về đi. Ok. Ba mày về đẹp. Vừng ơi, mở ra. Bài học đầu tiên mày friend. First lesson. What? Cái chỗ này ăn là toàn ném vòng vậy đó. Học viện này đây. Thì true và false này. 11 x 12 có phải bằng 131 hay không? Đúng. Shit. Không phải à? Nè, 132 nè. À, 132 không phải 131 mày lên nhầm. Nhầm tí làm gì căng. Cá có thể, cá mập có thể bơi lùi được không? Nó đang bơi lùi kìa, tất nhiên rồi. Đang bơi lùi luôn kìa. Những cuốn sách có nhìn chúng ta khi chúng ta không nhìn những cuốn sách không? Luôn luôn đang nhìn mình luôn kìa. Hôm nay tôi có giết con chó của bạn không? Có. Cô vừa giết nó xong. Tôi có tận hưởng điều đó không?
mỗi giây. Ai sẽ chiến thắng trong một trận chiến này? Mình hay là cô cây phấn này? Sai rồi. Ui, dao nóng tính quá. Cá bơi lùi được không? Of course. Cuốn sách có nhìn chúng ta khi chúng ta không nhìn nó không? Luôn luôn. Yes, you did. Cô vừa giết nó rồi, mình định bấm nô mà không kịp. Định bấm nô trước khi bà bắn mà không nổi. Cứ tận hưởng nó không à. Every second. Ai sẽ là người chiến thắng? Mình hay là cái bà này? Không dám nói mình nữa. Cô kỳ phấn gật gật cười cười mới lên. Next lesson, bài học tiếp theo mới lên. Bài học của thầy gì đấy biết. Cái gì vậy? Game khó quá à. Bạn có thể kích hoạt chế độ dễ bằng cách bấm N. Và N có nghĩa là núp. Không thèm. Cái gì vậy? Chó đâu rồi? Rồi xong, tạm biệt. À lộn, Vĩnh biệt. Không, game không khó quá đâu. Đang còn vui à? Lúc anh ấy đang còn vui tính. Dễ thương vãi. Ơ à, vẫn tính à? Ngon. Vỗ tay mày friend. Không miss phát nào. Nhưng mà trường vẫn chưa kết thúc đâu mày friend. Giờ học mình chưa kết thúc. Tức. Để đến lúc là bài kiểm tra rồi. Exam room, my friend. Phòng kiểm tra gì đó. Của cô hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng. Luôn luôn có thể giữ nút Q để nhìn xung quanh.
mình biết. Not so good ending, oh no. Bạn không những thất bại bài kiểm tra mà bạn là còn chịu một cái chết rất là đau đớn, Everett. Rất là kinh tởm. Hello, Teddy Bear. Nó bị nghiêng mấy ven đấy à? Nó không nghiêng là mình ấy lâu rồi. Do nó bị nghiêng thôi. Tám giờ sáng, my friend. Wow, ánh mặt trời kìa. Tôi yêu ánh mặt trời, my friend. Jeez. Ừ, con chó sủa, con chó chưa chết kìa. Ngon, my friend coi game này chưa? Mr. Lupin này. Ui, game này cũng đỉnh lắm. Game này có nhiều ending lắm, nhưng mà mình chơi chỉ có một end thôi. Ý là mình lấy một end thôi. Good ending, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bạn đã trốn thoát và con chó của bạn vẫn đang còn sống. Giật nổ con tim, quá ghê gớm. Đình Vân đúng là một con người nhạy cảm. À, may là con tim tăng ra được cả mọi người vậy. Oh, wow.